Hello, xin chào các bạn. Chúng ta lại quay trở lại với tựa game Tiểu Yêu Tầm Đạo nha. Và cái series hướng dẫn tân thủ tựa game này thì có lẽ là mình đã hoàn thành rồi. Mình nghĩ là với những cái video như vậy thì các bạn tân thủ hoàn toàn là có thể chơi tựa game này ok rồi nha. Và bây giờ thì mình cũng có thể là yên tâm hơn để có thể là chơi cũng như là đua top ở một cái server nha các bạn. Như các bạn đã biết, để mà có thể làm được mấy cái video hướng dẫn tân thủ thì có khi là mình phải làm 2-3 cái server thì mới có được những con arc có cái nội dung đúng như vậy. Ví dụ như là để có được cái video là hướng dẫn cách nâng sao cho pet thì mình cũng phải sử dụng đến 3 con arc để roll thì nó mới ra được con ong, cũng như là ra nhiều em pet trùng nhau ấy. Sau đó là làm video nó mới trực quan được các bạn nhé, nên là các bạn thông cảm. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với cả server chính của mình ở Thiên Cung S2. Và đang ở cuối ngày thứ 3 nha các bạn ơi. Cuối ngày thứ 3 thì mình đã đạt được con số nhất định. Đây, đấu pháp của mình thì hiện tại là top 13 nha các bạn ơi. Còn ở trong cái phần đua top về vượt ải thì mình cũng chỉ top 16 thôi. Và đây là những cái gì mà mình đã đầu tư nha các bạn. Thứ nhất đó chính là nạp đầu này. Thứ hai đó chính là cái thẻ tháng các bạn nhá. Thứ ba đó chính là cái thẻ chọn đời. Thứ tư đó chính là cái quà tu vi. Quà tu vi thì sẽ cho mình khá là nhiều những cái tiên ngọc nha các bạn, cộng thêm với cả mấy cái đạo thư để nâng cấp thân mật cho mấy em tiên hữu của mình nha. Tiếp theo nữa đó chính là cái quỹ cấp tiên thụ nha các bạn ơi. Và với cái quỹ cấp tiên thụ này thì mình sẽ có được rất là nhiều đào, cộng thêm với mấy cái tịnh bình thủy để có thể là giảm thời gian chờ đợi nha. Hiện tại thì cây tiên thụ của mình đang ở cấp 10 và chỉ còn 22 tiếng nữa thôi là mình sẽ nâng cấp để nó lên level 11. À, thêm một cái nữa đó chính là cái tiên duyên này nữa nha các bạn. Mình cũng đầu tư vào cái tiên duyên này để có thể là sở hữu thêm những cái đá ngũ sắc các bạn nhé. Đá ngũ sắc thì sẽ giúp cho mình có thể nâng cấp được cái vật cưỡi. À, bởi vì ở trong này mình cũng có mua thêm một cái gói vật cưỡi 129k nữa đấy. Về bộ trang bị của mình thì có hai món chí bảo. Khi mình đầu tư vào đây thì nó cũng sẽ khác với lối chơi của những bạn mà cày chay ấy. Các bạn cày chay thì ưu tiên tích đào lên cấp cao thì chúng ta xả một thể. Nhưng đối với mình thì mình cứ ưu tiên đó chính là xả level cao, bởi vì những cái trang bị level cao ấy các bạn. Ví dụ như trang bị đây, hoàn hảo nha. Hoàn hảo ở cái vũ khí này level 125 là công cộng 2252, trong khi đó cái vũ khí chí bảo level 117 thì công của nó mới chỉ có là 2080. Lên level cao cao một chút thì mình thấy là cái chỉ số này nó cũng rất là quan trọng này các bạn ạ. Đấy, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể đi vượt những ải, bởi vì có mấy con boss kiểu như con lực ca này thì thực sự luôn, cái tên nó lên tất cả nó cực kỳ lực luôn các bạn ạ. Máu rất là trâu, thủ nó rất là dày, và dù các bạn có liên kích tẹt tẹt ten đi chăng nữa mà những cái chỉ số cơ bản của các bạn, ví dụ như công này, thủ, HP nó yếu thì cũng không thể nào mà đánh được đâu các bạn ơi. Về em tinh quái của mình thì mình vẫn đang tích lại hết nha các bạn ơi. Tất cả những cái vé của mình đang tích lại để chờ sang ngày thứ tư. Bởi vì là ngày thứ tư thì nó sẽ có cái sự kiện, đó chính là xả những cái vé tinh quái này, sẽ nhận được thêm rất là nhiều phần thưởng nha. Nhưng mà cũng rất là hên, bởi vì mình chỉ cần chiêu mộ X1 phát thôi mà đã ra được em lôi công này các bạn này. Em lôi công này quá là ngon đối với cả em ông già của mình rồi. Bởi vì mỗi một lần linh thú phóng kỹ năng thì nó sẽ gây thêm một lần sát thương bằng 20% công. Nó giống như kiểu là một cách cường hóa linh thú nhẹ nhẹ nha các bạn. Đồng thời là có thêm 5% choáng và cộng dồn tối đa 5 lần. Rất là ngon lành cành đào nha các bạn ơi. Xịn đấy, càng đánh càng mạnh nha. Thì mình cũng chỉ được một em tinh quái đỏ thôi, do là mình chưa xả vé mà. Sang ngày mai thì mình sẽ xả luôn để có thể là nhận thưởng double nha các bạn, một công đôi việc. Còn em linh thú của mình đây, linh thú của mình thì vẫn đầu tư vào đó chính là em ong già. Bởi vì là mình cũng mua cái gói trọn đời rồi, thế cho nên là trong phần triệu hồi này mình hoàn toàn là có thể là ra được em thanh long. Tuy nhiên là mình chưa muốn nâng em thanh long luôn. Mặc dù là mình cũng đã reset em thanh long 2 lần nhưng mà mình không mua. Bởi vì thứ nhất là mình cũng không có đủ điểm, 1.000 điểm ở đây thì mình đã mua được khám ong già rồi. Và các bạn có thể nhìn thấy là em ong già của mình level 84 thì những cái chỉ số của em nó lên đến 40% rồi các bạn. Thế nên là nếu như đầu tư vào em thanh long thì mình sẽ không có được cái chỉ số này nha các bạn ơi. Thì em thanh long thì mình sẽ chơi đường dài, chính vì vậy mà về sau thì mình sẽ nuôi nha các bạn. Còn bây giờ thì mình cứ all in vào em ong già cái đã. Em ong già này thì cũng được ví như là em tiểu thanh long nha các bạn, bởi vì skill chữ thức của nó na ná. Nếu như mà em ong già này mà mình có thêm được cái dòng cường hóa linh thú, mà dòng cường hóa linh thú cam ấy, thì nó cũng không thua kém gì đâu. Đánh thậm chí là sát thương gây ra còn hơn cả chủ lực của mình ấy chứ. À, còn về động phủ của mình thì mình cũng đã đầu tư vào đây khoảng 4.000 cái tiên ngọc nữa để có thể là mua thêm em chuột thứ tư. Và tổng cộng là mình đang có 4 em chuột nha. Và với 4 em chuột này thì một ngày mình có thể đào được khá đào đây đấy. Nhiều phết các bạn, mình cứ reset chịu khó đây là cứ tầm level 3 trở lên. Thì cái reset này nó cũng hơi khó nha các bạn, không phải lúc nào cũng ra được đào level 4, level 5. Nhưng mà level 3 là mình chơi rồi.
Thế là mình cứ đào từ level 3 trở lên này, level 4, level 5 nữa. Thế là tổng cộng nó có kha khá đào đấy các bạn ơi. Thì khi mà mình có được 4 em chuột đấy là mình lại có luôn em Hoa Tưởng Dung. Đấy, một em tiên nữ phẩm tím. À, lên được level 20. Và với level 20 thì các bạn có thể nhìn thấy này, thể lực của Tiểu Yêu ở trạng thái dồi dào trong phúc địa tăng 10, tức là con chuột ấy nó sẽ tăng thêm 10 cái thể lực ở cái phần dồi dào. Thì mấy con này mình sẽ nâng cấp cho nó vào level 20 thôi. Còn riêng em tiểu tử này các bạn này, đây các bạn nhìn thấy này, thì mình đang gọi là nâng cấp lên level 60 để giúp cho mình tăng cái xác suất nhận thuộc tính chỉ hướng khi chặt cây tự động lên 16% nha. Thì như các bạn biết rồi, chúng ta cần phải cài đặt cây tự động ở đây này. Và đây là những cái gì mà mình đã cài đặt. Mình chơi vào liên kích và bạo kích cho nó phê. Đấy, thì cái tỷ lệ mà ra được những cái món đồ mình cài đặt trong này ấy, giống y như vậy, nó sẽ cao hơn. Đó, nó tránh bị đi lạc đề nha các bạn. Nhớ đâu đang chơi liên kích nó ra mấy cái kiểu hút máu hay né thì nó lại không hay. Thì đấy là lý do tại sao mà mình đầu tư all in vào em tiểu tử này nha các bạn. Còn nếu như các bạn nông dân thì các bạn hoàn toàn có thể cách chơi khác. Đó chính là đầu tư với em Lạc Anh. Bởi vì em Lạc Anh thì sẽ giúp cho chúng ta có thêm đào khi mà càn quét khiêu chiến yêu vương. Nhưng bởi vì mình có gói đào rồi ấy, nên là mình cũng khá khá, mình cũng không lo là bị hết đào. Thứ mình cần bây giờ đó chính là may mắn, làm thế nào để có thể ra thật nhiều đồ chí bảo cũng như là linh bảo 1-2 sao nha các bạn ơi. Còn trong bang của mình thì mình cũng vừa mới rời bang để xin được một bang khác, bởi vì là các thành viên ở trong bang của mình lười trả giá quá các bạn ơi. Mình nghĩ là các bạn nên để ý một chút vào cái trả giá trong phần bang ấy. Nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm tài nguyên nguyên liệu. Và nếu như tất cả các bạn trả giá đầy đủ thì thậm chí là mình sẽ không mất một xu tiên ngọc nào luôn. Và có những lúc mà trả giá xịn sò ok, tất cả các thành viên đều trả giá ấy, là nó còn âm đi, tức là mình sẽ nhận được thêm tiên ngọc cơ. Nên các bạn ấy lười quá, nên cho nên là mình muốn chuyển đến một cái bang mà gọi là chăm chỉ và sôi động hơn một tí. À đây, ngày hôm nay thì cũng là sự kiện cuối cùng của cái phần huyễn cảnh linh thú rồi. Thế đây để mình nhận luôn này. Ồ, có thêm 3 cái lệnh thiên cơ nữa này. Bảng xếp hạng của mình ở đây là đang 43. Bởi vì mình thì cũng không có nhiều linh thú cam cũng như là tím các bạn nhé. Toàn linh thú lam thôi. Rồi, 3 cái đúng không? 3 cái đúng không? Có thêm 10.000 cái linh thạch. À, mình nhớ không nhầm thì từ cấp 10 cho đến cấp 11 của cái tiên thụ này đâu đó là cần 500.000 sao ấy. Thì đó là tất cả những gì mình có được sau 3 ngày chơi cũng như là đầu tư một chút vào đây nhá. Thì các bạn thấy như thế nào? Nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi cái series đua top ở server Thiên Cung S2 cùng với Bình nha.